Thưa quý vị, trong 2 năm 2021-2022, tỉnh Long An phân bổ gần 13 tỷ đồng hỗ trợ các dự án kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, duy trì bền vững lợi thế cạnh tranh sản phẩm ngành hàng và ổn định thu nhập cho người dân. Theo kế hoạch năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đề xuất kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gồm 10 dự án và 19 kế hoạch tổng phí đầu tư là hơn 47 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là hơn 35 tỷ đồng, vốn đề xuất ngân sách hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19, một số huyện xin chuyển kinh phí sang thực hiện trong năm 2022. Nên năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng cho 5 dự án trên chanh lúa và 10 kế hoạch đối với lúa, cá trà, rau của 14 hợp tác xã và một doanh nghiệp. Kết quả có 9 hợp tác xã và một doanh nghiệp thực hiện đạt tỷ lệ gần 75%. Năm qua, ngành nông nghiệp tiếp tục đề xuất vốn hỗ trợ liên kết sản xuất đối với các dự án kế hoạch đã thực hiện năm 2021, tiếp tục thực hiện năm thứ hai và các dự án kế hoạch đăng ký mới hoặc là của năm trước chưa thực hiện chuyển sang. Việc hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp của địa phương, mà còn có ý nghĩa về xã hội và môi trường, giúp bảo vệ sức khỏe của người sản xuất, tiêu dùng, tạo việc làm cho người lao động giảm rác thải khí thải trong sản xuất góp phần giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu